cuộc đời bi thương của diễn viên Kiều Anh từ ngọc nữ màn ảnh cho tới mẹ đơn thân và mặc váy cưới tuổi 4. Kiều Anh, tên đầy đủ, Nguyễn Thị Kiều Anh, là một nữ diễn viên người Việt Nam, nổi tiếng qua vai nhung trong bộ phim phía trước là Bầu Trời. Năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Kiều Anh sinh năm 1981 tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa trường đại học văn hóa, nghệ thuật quân đội. Năm 17 tuổi, Kiều Anh phục vụ trong đoàn văn công biểu diễn thường xuyên trong bộ đội biên phòng. Năm bốn, Kiều Anh vào biên chế hoạt động tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam làm nhiệm vụ tiếp đón lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2011, cô chuyển sang đảm nhiệm đạo diễn sân khấu cho cơ quan này. Sự nghiệp sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, vào năm 2019, Kiều Anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Việt Nam. Dù xuất phát điểm là nghệ sĩ múa, nhưng Kiều Anh bén duyên với nghề diễn viên thông qua nhiều vai diễn trên truyền hình. Đầu tiên là vai nhung trong bộ phim Phía trước là Bầu Trời, phát sóng năm 2001 trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Vai diễn nhung là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Kiều Anh với bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời nghệ thuật. Kiều Anh sinh năm 1981 ở Thái Nguyên. Cô tham gia nghệ thuật với xuất phát điểm là diễn viên múa. 13 tuổi, Kiều Anh đỗ vào ngành múa, Trường Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 17 tuổi, cô thường xuyên biểu diễn trong các chương trình phục vụ chiến sĩ biên phòng cơ duyên đưa kiều anh đến với phim truyền hình khi được đạo diễn đỗ thanh hải phát hiện và mời vào vai nhung trong phim phía trước là bầu trời khi đó cô cũng đang ở độ tuổi sinh viên kiều anh vào vai cô sinh viên ngành báo chí hiền lành chăm chỉ kiều anh từ sự phát hiện của đạo diễn đỗ thanh hải đến giải diễn viên nữ ấn tượng vtv chia sẻ với truyền thông khi đó đạo diễn đỗ thanh hải cho biết chọn diễn viên nghiệp dư là chủ ý của anh bởi tinh thần tươi trẻ của bộ phim là yêu cầu tiên quyết. Do vậy, diễn viên có thể tốt nghiệp bất cứ trường nào nhưng phải diễn hồn nhiên thay vì kỹ thuật. Có như vậy mới ra được chất sinh viên. Kiều Anh từng tạm xa màn ảnh vì không có vai diễn ấn tượng. Nổi tiếng sau, phía trước là bầu trời. Kiều Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như Ký ức Điện Biên, Những công dân tập thể, Hai phía chân trời, Giọt nước mắt muộn màng, Tình khúc Bạch Dương, Tuy nhiên, do cái bóng quá lớn của Vai Nhung của phía trước là bầu trời, nữ diễn viên từng tâm sự rằng từng có thời gian phải tạm xa màn ảnh. Suốt 10 năm sau đó, các vai diễn của tôi thực sự không gây ấn tượng. Thời điểm ấy, tôi đã suy nghĩ có nên tiếp tục theo nghiệp diễn hay trở lại với công việc múa chuyên nghiệp của mình. Kiều Anh tâm sự với báo Lao động, Kiều Anh trong phim tình khúc Bạch Dương, cô đóng cặp cùng Quang Tuấn vai hoa một phụ nữ xuất khẩu lao động với nhiều trăn trở về thân phận người Việt, tha phương cầu thực. Và sau một thời gian không có nhiều đột phá trong nghiệp diễn, Kiều Anh đã dừng lại để tìm sự mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, đồng thời tập trung cho sự nghiệp làm biên đạo múa tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2020, cô trở lại trong phim Hồ sơ cá sấu với nỗ lực thoát khỏi dạng vai hiền lành như mì hay thân phận phụ nữ eo le, chắc trở. Vai diễn của Kiều Anh là một phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt và những nỗ lực làm mới mình của diễn viên Kiều Anh. Đặc biệt, năm 2021, Kiều Anh biến hóa hoàn toàn với vai Mai Phim Ngày Mai Bình Yên. Cô không ngại làm khác mình với tính cách đồng bóng, ưa màu mè, kém duyên. Nhưng cuối cùng, Kiều Anh nhận ra rằng làm dạng vai đúng với sở trường sẽ tự nhiên nhất vì như thế cô được sống với nhân vật. Trong gia đình mình, vui bất thình lình vẫn là Kiều Anh hiền lành đáng thương chịu thua thiệt nhưng không cam chịu mà có chiều sâu trong suy nghĩ vai diễn sở trường khiến Kiều Anh nhận được nhiều đồng cảm của khán giả họ khóc cười cùng nhân vật Phương khi cô vừa có nét quê mùa vụng về nhưng đáng yêu vừa có thân phận bi đát vai diễn được đánh giá là xứng đáng mang về cho Kiều Anh giải diễn viên nữ ấn tượng ngay trong ngày đầu năm mới 2022 của VTV Awards Kiều Anh làm cô dâu ở tuổi 43 thông tin về sự nghiệp cuộc sống của Kiều Anh phía trước là bầu trời nhận được sự quan tâm lớn bên cạnh sự nghiệp diễn xuất những thông tin về cuộc sống đời tư của diễn viên kiều anh cũng nhận được sự quan tâm lớn mới đây nữ chính gia đình mình vui bất thình lình gây sốt khi công khai diện mạo mới kèm theo đó là dòng chú thích úp mở về việc làm cô dâu của kiều anh khiến dân tình đoán già đoán non trên trang cá nhân kiều anh chia sẻ lại bài đăng của một chuyên viên trang điểm nổi tiếng trong đó, Kiều Anh và chuyên viên này có dịp hội ngộ, chụp ảnh với nhau rất thân thiết. Kiều Anh diện trang phục trắng, trang trọng, khoe vẻ đẹp căng tràn. Phần váy kết hợp với mũ trùm đầu, giúp người đẹp thêm phần bí ẩn. Nữ diễn viên trang điểm chỉn chu, ngũ quan gương mặt hài hòa. Dòng trạng thái mới đáng chú ý của Kiều Anh. Kèm theo đó, dòng chú thích đặc biệt, cô dâu hào môn của Kiều Anh thu hút sự chú ý của netizen. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả theo dõi kiều anh lâu năm dự đoán cô nàng sắp tổ chức đám cưới với bạn trai kém tuổi trên thực tế cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa công khai ảnh cưới không để khán giả hoang mang quá lâu kiều anh đã đưa ra lời giải đáp cho dòng trạng thái mới của mình khán giả vỡ mộng khi biết được đây chỉ là tạo hình của cô dâu hào môn kiều anh tại sự kiện mới mà thôi tuy nhiên dân tình vẫn dành lời khen không ngớt cho khí chất kiều anh ở tuổi 43, đi ba kỳ vọng cô sẽ sớm ngày công khai nửa kia của mình